Chào các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ một cái mẹo hay khi mà các bạn xài những khúc ống cũ mà mình không có sử dụng tới nữa, những khúc ống cũ mà nó bị dư hoặc là nó bị thiếu một khúc như thế này nè. Có đôi khi mình sử dụng được vì cái mình xài một khúc ngắn, nhưng mà có trường hợp là mình không có xài cái khúc ngắn này luôn nha các bạn nha. Thành ra là mình phải vứt hoặc là mình để chỗ khác, mình để bỏ qua một bên. Thì hôm nay thì mình chia sẻ cho các bạn cách tận dụng lại cái những khúc ống cũ và ngắn như thế này cho nó thật là hữu ích khi mà mình đi ống nước nha các bạn nha. Rồi thì khi mình có những khúc ống như thế này, bây giờ mình sẽ cắt ra khoảng tầm 2 phân ha, mình cắt ra 2 khúc nha. Rồi thì sau khi mình cắt được 2 khúc ống như thế này thì mình cần dụng lại nha các bạn nha. Thì nếu mà mình cần sử dụng nhiều thì mình cắt nhiều khúc ống thôi nha, còn mình sử dụng ít thì mình cắt 2 khúc thôi. Rồi mình cắt khúc ống mình không cần phải cắt đều đâu nha các bạn nha. Đó, rồi mình cắt ngang như thế này, đây cũng vậy các bạn nha. Đó. Rồi sau đó mình sẽ bẻ ra các bạn nha. Đó, mình lót bằng cạnh như thế này rồi mình bẻ ngược ra. Đây là mình sử dụng, mình tận dụng lại triệt để luôn nha các bạn nha. Có bao nhiêu thì mình sẽ tận dụng lại bấy nhiêu ha, đỡ phải tốn tiền. Và có cái gì mình sử dụng cái nấy thôi, chứ mình chạy đi mua thì cũng hết bao nhiêu là tiền rồi nha các bạn nha. Có gì mình tận dụng cái nấy mà vẫn an toàn và chắc chắn nha các bạn nha. Rồi thì khi mà mình đi những cái đường nước, những ống nước mà mình cần treo lên tường á, hay là mình đi trên những cái vách gỗ đó các bạn, thì đây mình ví như cái này là mình đang đi đi trên cái vách tường nha các bạn nhé. Rồi thì những cái khúc ống này nè, hồi nãy mình bẻ ra, mình cắt ra mình bẻ lại á, thì mình để tận dụng lại là chủ yếu là mình để cho mình làm cái đai ống nha các bạn nha. Đó, để mình làm cái đai ống và mình bắn ống lên trên tường, nó sẽ không có bị gớt, mình không cần phải mua những cái đai bằng inox các bạn nha. Đó, mua cái đai, những cái đai inox thì mình mua, mình mất công phải chạy đi mua, mà mình tận dụng lại mình xài những cái đai bằng ống như thế này luôn, cũng rất là bền các bạn nha, cực kỳ bền luôn. Đó. Rồi mình đưa vào như thế này và mình bắn thôi nha các bạn nha, rất là ok. À, thì đi khi mà đi trên tường đó là mình sẽ phải bắn tắc kê nữa ha, mình mới bắn vít được. Còn đi trên vách rổ đó thì mình không cần phải bắn tắc kê ha. Đây các bạn coi. Đó. Bên đây cũng vậy các bạn. Đó. Cực kỳ chắc chắn luôn nha các bạn nha. Cống này nó bền bấy nhiêu thì những cái đai ống mà mình cắt ra như thế này là nó bền bấy nhiêu luôn nha các bạn nha. Đó thì đây là cách tận dụng lại những cái khúc ống dư mà mình có thừa, mình có sẵn ở nhà, thì mình tận dụng theo cách này để mình làm cái đai ống và nó cực kỳ chắc chắn và an toàn và lâu nha các bạn nha. Rồi mình hy vọng cái video này nó sẽ hữu ích cho các bạn khi các bạn bắn ống đi tường, bắn ống nước đi trên tường và làm những cái đai ống bằng cách này, nó sẽ cực kỳ là bền bỉ luôn nha các bạn nha. Rồi video mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video mình hay và hỗ trợ các bạn thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để một kênh của mình đi phát triển các bạn nhé.